Trả lời câu hỏi, thưa thầy, có được tắm lúc 4, 5, 6 giờ sáng không? À, thưa quý vị, nếu chúng ta tắm buổi sáng sớm, tốt hơn là tắm buổi tối. Vậy, bởi vì chúng ta biết rằng cái buổi sáng là giờ dương. À, buổi sáng là giờ dương, thì chúng ta sẽ tắm, cho dù có lạnh, nó vẫn tốt hơn là buổi tối là giờ âm. À, nó sẽ đưa cái khí âm, cái nước này vào trong cơ thể của chúng ta. Nếu buổi sáng dậy mà chúng ta tập thể dục chừng 15-20 phút hay ít nhất là chúng ta vận động 5-10 phút rồi chúng ta tắm, do dù có lạnh thì nó vẫn khỏe và tốt hơn là tắm buổi tối. Thành ra buổi sáng 4-5 giờ, 6 giờ sáng là tốt rồi, không có vấn đề gì hết cả. À, câu hỏi kế tiếp, nếu răng bị mọc lộn xộn có nên nhổ răng, niềng răng cho đẹp không? À, thưa quý vị, nếu chúng ta nhổ răng và niềng răng để cho chúng ta có được một cái hàm răng tốt khỏe để mình nhai nghiền thức ăn và có sức khỏe thì chúng ta nên làm. Còn nếu mà chúng ta niềng răng để cho đẹp thì không nên. Hay là nếu chúng ta xem cái vấn đề thẩm mỹ là quan trọng thì lúc đó chúng ta có cái quyền lựa chọn và chúng ta sẽ gánh lấy cái hậu quả của nó. Bởi vì khi chúng ta phẫu thuật răng thì chúng ta phải sử dụng thuốc tê, thậm chí là có khi là phải sử dụng cả thuốc mê. Vậy thì cái thuốc này nó sẽ ảnh hưởng tới hệ thần kinh của mình, và có những cái thứ thuốc mà nó ảnh hưởng khá lâu dài là tùy theo cái cơ địa, có khi nó bị dị ứng. À, trong trường hợp đó chúng ta phải cân nhắc là cái nào nó sẽ có lợi hơn. Còn nếu mà mình không có một cái hàm răng tốt, mình không nhai nghiền thức ăn được thì mình sẽ không có sức khỏe. Thì lúc đó chúng ta phải xem cái vấn đề mà chúng ta phẫu thuật răng để sắp xếp nó lại, hay là để cho chúng ta không bị những cái chân răng này nó đâm vào những cái xương hàm, xương các cái xoang mũi vân vân, thì lúc đó nó sẽ gây nhiễm trùng hay là nó gây lệch xoang vân vân. Thì trong những trường hợp này thì nhổ răng, phẫu thuật răng là cần thiết. Còn về vấn đề thẩm mỹ cũng tùy theo cái chọn lựa của mình. Nhưng đối với chúng tôi thì những cái gì mà tự nhiên là tốt nhất, chúng ta không nên can thiệp quá nhiều. Và nó cũng tùy theo cái giá cả. Nếu khi chúng ta nhổ răng, niềng răng bằng những cái công nghệ mới, hạn chế bớt cái sự tiếp xúc của kim loại thì nó sẽ đỡ hơn là khi mà chúng ta phải sử dụng những cái kim loại ở trong miệng của mình thì nó sẽ không có cái ảnh hưởng tích cực.